Hello, mình vừa mới lóc. Xin chào cô chú, anh chị. Hiện tại mùa của năm là ngày 27 tháng 6. Kiến quá trời Có khán giả biết đông rất rồi. khán giả rất đông cô chú anh Quá chị. xèo xèo luôn. Có mấy trăm người á anh em ơi. Đây cô chú anh chị rất đông. Có lần đầu tiên vào mộ kìa. Đấy, đông rồi đây. Một cái năm mới anh ơi, còn xe luôn cô anh chị ơi. Sắp hàng luôn cô anh chị. Đây nè. Ê, lấy cho người ta vô nè anh Duy Minh. Duy Minh. Thôi anh đừng có đá cái kia giùm em nha. Chào bà con, chào anh chị cô chú. Đó, vô chụp hình. Ngại gì trời, cứ thoải mái vào chứ ngại gì trời. Đi đến mà. Này cô chú anh chị. Thì con gì lên nó công luôn. Đến biến mùa của năm cô chú anh chị. Bằng khách luôn cô chú anh chị. Rất đông, không là cái vui. Thì của anh chị rất đông luôn nha các anh chị. Thì là buổi sáng nha. Này cô anh chị. Cô chú anh chị nó đi đám ma bên kia ghé qua cầu Năm, mà hiện tại là đám ma kia bên kia nó tới rồi. Là mấy khán giả đã đi chụp xe quay lại cô chú anh chị à. Thì em cũng xây quay sơ cho cô chú anh chị xem khán giả nào đến đây thắp hương cầu Năm thì em nhớ chia sẻ cho cô chú anh chị xem rất nhiều. Hiện tại thì mùa cầu Năm thì cũng có chuyện cũng bình thường thôi. À cô chú anh chị. Cũng đơn giản cũng như ngày nào. Mùa cầu Năm mà có ba tầng bánh kẹo luôn. Hai tầng kẹo, một tầng bánh gì đây ta? Không biết gì xé ra biết được. Ừ, xé ra bánh gì? Bánh ngọt hả? Bánh quy vậy? Bánh gì vậy ta? Bánh đậu. Bánh đậu hả? Ủa bánh này bánh kem ha, ngon. Bánh kem. Ừ. Bánh này có kem. Cho cậu nói cô chú anh chị. Cái ly nước qua đó vậy. Nhìn nước của cậu hả? Bông bông nó cắm đúng không? Này cô chú anh chị. Đây. Hiện tại là hai ông nội kia làm. Là cái bản giấy là xin đừng gì đây. Anh kia là em đi. Tưởng anh luôn hả? Dù che xong xin gửi lại cảm ơn. Cái này chắc phải dùng giấy anh ơi, cái căn này lao hết mấy cô út nhẹ mà xin được đâu. Này có gì? Anh lao bên đây là kỹ lắm rồi. Không eo nữa. Lấy giấy cường nhóc. Lấy giấy cường chứ cốt được chứ anh. Cái này mà còn ướt rồi lát đó. Ủa sao kia nó đùng vậy? Anh lột ra mà, chủ yếu là cái chữ thôi. À lột ra hả? Giờ mày lột ra hả? Cao mà dán chi em? Trời ơi, gì vậy ta sạch rồi. Ở dưới sao? Ở dưới cũng được đấy. Không được, nó vẫn bay, vậy. Cái màu đó nó bay bay. Trời ơi. Anh thử một cái à? Không được, lem mà mới có xăng đó. Không tin tưởng anh luôn hả? Che lại, xịt được mà, xịt cái chữ không đơn giản gì đâu. Ơi, bình thường. Anh đừng có xịt cái tay, đưa tôi xịt cho. Ai cũng muốn sạch nhưng mà từ từ mới sạch. Đó mà dính vô rồi là phải dùng xăng đó, xăng lao là nó. Rồi trời ơi, anh nghĩ anh xịt cái này nhiều quá. Quay nha. Không có mày quay luôn. Dạ dạ dạ. Dạ 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 cô. Anh ơi, anh xịt là cái mặt anh xanh lẹ luôn á. Để xa ra. Anh chứ mặt anh xanh đâu sợ. Chỉ cái tay cứ ngắt cho Duy Minh. Dạ vậy nè ha. Một cái bên đây là anh Minh xịt.
bên kia là 15 mét sạch rồi. Cái nào đẹp ha. Đúng chơi màu vàng luôn á, đẹp. Cái này nó đau khô lắm. Không, cái này bản quyền không? Ờ, bản quyền luôn. Bản quyền luôn. Mà nhạc trong kia là hai nữa mình cũng không có. Che xong xin gửi lời cảm ơn. Đi lọc ra nó là nó vừa. Cái này nó khô mau lắm. Cái này nó khô mau à. Sáng nay nó sân kia không? Dính kìa, dính kìa. Chuyên gia sạch sân. Đó, cho xịt thoải mái luôn đó. Cái này còn trắng trắng nữa nè. Trắng gì đó nhưng mà xịt đó. Anh xịt 3 lớp. Chứ mình xịt một lần một á là nó xanh luôn, nó sẽ bị chảy. Đúng rồi. Đợi khô khô chút rồi xịt chồng lên. Nó trắng gì đó nhưng mà mình xịt thêm lớp nữa nó sẽ không bị chảy. Quá anh đừng có xịt dài quá, anh xịt dài là nó dùng sơn là nó chảy. Nó cho nó thấm vô trong đó. Đó anh làm thợ anh sửa. Hiện tại mùa cầu cũng rất là yên tĩnh, yên bình. Một đoàn xe tới đây là chạy mất tiêu rồi. Sao có gì vậy? Tại thì có một cô cô cho khoai, cô cho anh chị à, cô không cho khoai nha. Để kia. Mấy cô đây này. Xin chào cô. Để cô mấy bác là đánh nè Tha Phương. Thôi video cũng khá giờ, xin em sẽ kết thúc video tại đây. Mong cô chú anh chị ủng hộ, đăng ký kênh, chia sẻ cho em nút like, cô chú anh chị.